Lão Phật gia ân sư Thường Tịnh Hở Không, Ngài đã vãng sanh rồi. Và hôm qua thì có thiêu nhục thân của Ngài. Và chúng tôi cảm nhận thấy Ngài là một vị Bồ Tát hiện thân biểu pháp cho cõi ta bà của chúng ta. Và một vị Bồ Tát sống hiện hữu trong cõi này đã xiển dương tu pháp môn tịnh độ. Và đó là cái sự may mắn cho hành giả tịnh độ đã gặp một vị Bồ Tát hiện thân trong cõi ta bà này. Cái việc mà Ngài hiện thân để mà thuyết pháp trên 60 năm đó là một loại hiện thân của các vị Bồ Tát mà chúng ta không thể làm được, chúng ta không thể bì nổi, không thể sánh kịp. Và khi Ngài còn sống, Ngài có cái biểu pháp để lại những bài thuyết pháp. Chúng tôi nghĩ nếu là phàm phu không thể nào có thể giảng được. Bộ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm mấy trăm tập, Kinh A Di Đà, Kinh Tứ Thập Nhị Chương, vân vân, tất cả các kinh. Cuối cùng Ngài quy về giảng Đại Kinh Khoa Chú, giảng tịnh độ. Cái hạnh nghiệp của Ngài thực sự là Bồ Tát, rõ ràng không phải bàn cãi chi nữa. Và cái sự ra đi của Ngài cũng là một bài pháp không lời, tức là Ngài thị hiện ra đi hỏa thiêu. Tổ sư Ấn Quang cũng hỏa thiêu, để lại vô lượng vô số xá lợi rất nhiều. Chút xíu nữa thầy Minh sẽ đọc cái đoạn mà trong văn sao có nói đến xá lợi của Tổ sư Ấn Quang. Và của Ngài Lý Bỉnh Nam là một vị cư sĩ Bồ Tát để lại hơn 2.000 viên xá lợi. Lý Bỉnh Nam là một vị cư sĩ đệ tử của Tổ sư Ấn Quang, cũng là hỏa thiêu luôn, để 49 ngày. Mỗi ngày hơn 600 người tình nguyện đến để niệm Phật cho Ngài tại Đài Trung. Rồi đến Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không ra đi cũng tại Đài Trung nơi chùa Cực Lạc. Và cũng để gần như là 49 ngày, đặc biệt chỗ này. Cho nên khi Ngài ra đi để lại một cái biểu pháp, đó là tăng ni Phật tử nên thiêu. Chút nữa thầy Minh cũng sẽ đọc cái đoạn này. Tổ sư Ấn Quang khuyên mọi người nên thiêu đi. Phật, rồi các vị A-la-hán, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A-nan, vân vân, các vị đó đều là thiêu hết. Có cái đạo lý trong đó. Không có xây tháp lớn và để mà đưa cái thân vào trong tháp. Tuy nhiên có một số các vị hòa thượng, đó là cái hạnh nguyện của Ngài, chúng ta không có thể bàn hoặc là suy tính trong đó. Nhưng mà riêng các vị mà ra đi mà để lại cái biểu pháp thiêu đó, hôm nay chúng tôi nói một chút xíu về cái việc này. Thưa quý vị, là chúng tôi chúc mừng cho các vị có cái nhân duyên mà trong 7 tuần thất đến đây niệm Phật từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Không phải là 49 ngày mình niệm Phật cầu cho Ngài vãng sanh, Ngài đã vãng sanh rồi, mà mình chỉ niệm Phật để kết duyên với Ngài, để lúc lâm chung Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Ngài cùng thánh chúng xuống tiếp dẫn mình vãng sanh. Ở trong này ai muốn vậy đâu, giơ tay lên. Vậy là ai cũng muốn phát nguyện vãng sanh hết, đúng không? Như vậy là cái việc mà để niệm Phật kết duyên với Ngài đó, thì đây là một cái nhân duyên rất thù thắng. Chúng tôi nghĩ là nhân duyên rất thù thắng. Mà cái đặc biệt là khi chúng tôi vừa khởi niệm lên để mà tổ chức niệm Phật, thì không hiểu sao cái cách niệm Phật này mà đại chúng hưởng ứng. Và một cách niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, một câu niệm trong máy chúng tôi và một câu để trống đó và đi cũng là cái danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật đó, rồi ngồi cũng danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật đó, và lạy cũng Nam Mô A Di Đà Phật đó. Cách này tuyệt. Chúng tôi đã áp dụng nhiều ngày tháng ở khu chuyên tu, hôm nay lên áp dụng đại chúng. Đại chúng coi như là duy trì được suốt trong 7 đêm qua.
Và không những đêm nay là đêm cuối 49 ngày mà chúng tôi sẽ tiếp tục mỗi đêm thứ bảy, bởi vì một số quý thầy như thầy Quán, thầy Từ, thầy rất thích. Thầy nói đúng là có sự gia trì của lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không, tụi con mới có thể niệm Phật 12 tiếng, hoặc là có những người họ niệm đến sáng luôn. Như chú Phát đây nè, hôm nay ông phát tâm ông đưa đoàn Phú Yên, đâu đoàn Phú Yên đâu, đứng dậy xem. Toàn bộ đoàn Phú Yên đâu, gần 200 người, cho chàng hoa tay đoàn Phú Yên đi. Tối hôm nay toàn bộ quý Phật tử ở chùa Cảnh Thái lên trên này cộng tu sẽ học cái cách để mà kinh hành rồi lễ Phật, để về dưới đó để mình tu, để mình làm biểu pháp cho mọi người Phật tử đi vô chùa Cảnh Thái để mà biết cách lễ Phật ha. Dạ vâng. Thưa quý vị, về cái việc mà hỏa thiêu đó thì Tổ sư Ấn Quang ngài có khai thị, ngài nói rằng là người mà lúc lâm chung á, nếu mà họ tích lũy đủ thiện căn phước đức nhân duyên và họ có tính hạnh nguyện đầy đủ á, thì họ không mang cái thân chung ấm, vừa tắt thở là tâm thức họ đã vào liên thai và họ đã trong khoảng sắc na Đức Phật A Di Đà đã tiếp dẫn họ vãng sanh rồi. Vì vậy cho nên thành ra cái người này thiêu cũng được mà không thiêu cũng được, không sao, cái thân này không có ảnh hưởng gì nữa cả. Nhưng mà thường các vị mà đã vãng sanh được, họ có cái hạnh nguyện để họ thiêu để mà cái biểu pháp để lại xá lợi, hay là ngài Hải Hiền để nguyên cái nhục thân luôn. Còn những người mà tạo những nghiệp xấu ác, họ vừa tắt thở họ đọa vào trong ác đạo á, thì thực sự đây là một cái điều mà mọi người phải suy nghĩ rằng lúc mình lâm chung cái thần thức của mình tùy theo nghiệp mà nó đi thọ thân khác. Mà nếu mà người mà mang cái thân chung ấm, tức là khi ra đi họ liếng tiếc cái thân này, hay nói khác hơn là họ chấp pháp, tức là chấp vào nhà cửa, tiền bạc, con cái, vật chất, xe cộ ruộng vườn, những cái gì ngoài thân gọi là pháp chấp. Và họ chấp vào cái thân của họ, và họ chấp vào trong cái tư tưởng của họ, mừng giận buồn vui thương ghét muốn, thì thường là họ mang cái thân chung ấm. Thường là họ mang cái thân chung ấm, tức là trong 49 ngày hoặc qua 49 ngày họ cứ mang cái thân đó, họ đi lơ lửng trong không gian này rất khó đầu thai. Cho nên mình phải tạo những công đức mình hồi hướng cho họ. Mà những người này thì rất cần thiết về sự thiêu, vì mình không hỏi thiêu cho họ thì họ chấp vào nấm mồ, chấp vào cái xác này. Cho nên thành ra Tổ Ấn Quang nói là nên thiêu để họ bỏ cái phần đoạn sanh tử, họ chấp vào cái xác thân này. Vì vậy cho nên thành ra lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không thực sự thiêu ra xá lợi. Chúng tôi nhìn thấy một số xá lợi, một số các vị có nói hình giống như Phật Di Đà, hình xương của ngài giống như Phật Di Đà, giống như Bồ Tát Quan Âm. Chúng tôi nhìn vô thấy cũng giống thiệt. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà ngài ra đi, ngài để lại cái biểu pháp. Cho nên thành ra quý Phật tử hôm nay mình thấy cái biểu pháp như vậy, mình về mình phải dặn gia đình của mình. Dặn sao? Con à, cháu à, em à, anh à, ông à, bà, lúc tôi lâm chung nên cho tôi đi vào lò hỏa thiêu nha. Có nhiều người họ dặn như vậy, gia đình người ta kêu là chưa có chết còn sống mà nói cái chuyện đó nó không có tốt. Không phải vậy. Mình phải sắp đặt trước, sắp đặt sẵn sàng trước. Bữa giờ rồi chúng tôi mới nghe cái đĩa Hòa Thượng ngài có trả lời một câu hỏi mà thiệt là hay. Hôm nay nói ra cho đại chúng nghe nha. Thực sự hôm nay chúng tôi lên là thông báo cái chương trình mỗi thứ bảy tiếp tục mình tu, và chúng tôi hướng dẫn cái cách để chúng ta tu hơn là chúng tôi sẽ giảng. Tuy nhiên mình thực hành mình phải thông được cái lý. Và mỗi lần mà buổi tối chúng tôi lên nói chuyện một chút như vậy là Phật tử tu không có bỏ nửa chừng. Không à, tu đến 2-3 giờ sáng, có khi tu đến sáng luôn. Vì vậy cho nên thành ra đêm hôm nay chúng ta sẽ sắp xếp và có thể là chúng ta tu tập làm 2 ca ha. Có người hỏi Hòa Thượng Tịnh Không như vậy, ngài có sợ chết không? Thì ngài nói là tôi không sợ chết, bây giờ tôi chuẩn bị cho cái chết đàng hoàng tử tế rồi. Cái chỗ này hay. Mình thì mình chưa thấy cái chết như thế nào cho nên mình nói không sợ. Chết đâu là mình sợ rồi, chứ đừng có nói chuyện chết. Coi lại đi,
đâu là mình rung rồi mình quíu rồi. Bác sĩ nói là mình là ung thư hoặc giả là bị bệnh chữa không được, còn khoảng vài tháng nữa là mình quíu rồi. Vì sao vậy? Mình chưa chuẩn bị cho cái chết. Mình chuẩn bị cho cái gì? Chuẩn bị cho cái gì? Cưới vợ, gả chồng cho con cái, xây nhà, xây cửa, lo con cái học hành, lo làm ăn, mần ăn, lo đủ thứ hết trơn. Khi cái chết nó đến cái mình hốt hoảng bất ngờ liền. Bởi vì mình không lo, mình không lo cho cái chết, cho nên cái chết nó đến với mình rất là bất ngờ, đột ngột quá. Có bà già bà ở bên Úc mà bà 80 tuổi rồi, bà nói tôi chưa muốn chết mà sao cái chết đến với tôi. Vì sao bà nói cái câu này? Vì bà chưa chuẩn bị chết và bà chưa biết chết đi đâu, đúng không? Coi lại chỗ này, đâu phải là già mới chết đâu. Mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đô thị thiếu niên xuân. Đừng để tuổi già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Coi lại đi. Bây giờ mình chuẩn bị lo xây một cái nhà, mà chuẩn bị tiền bạc, đất đai, giấy phép xây dựng vân vân, mọi thứ mà chuẩn bị càng tốt chừng nào thì mình xây dựng cái nhà càng tốt chừng đó, đúng không? Còn chuẩn bị không tốt là mình có khoảng 2 tỷ mà mình xây cái nhà mình dự trù là 3-4 tỷ, 4-5 tỷ, thì cuối cùng nó đổ nợ ra là lúc đó mình hoảng hốt, mình lo toan, đúng không? Chuẩn bị không tốt. À, cái chỗ này chỗ quan trọng nè. Nhưng mà mình coi lại cái cuộc sống này có cái gì là nó bền chắc hay không, rồi mình cứ lao đầu vô đó để chuẩn bị những cái giả mà cho nó thiệt tốt như vậy. Rồi cái thiệt là cái mà để mà mình mang cái nghiệp vãng sanh á, là tịnh nghiệp á, mình chuẩn bị không tốt. Chỗ này là cái câu của Hòa Thượng Tịnh Không mà nhân cái ngày 49 ngày đêm hôm nay niệm Phật, chúng tôi cảm ngộ được cái câu này của Ngài. Ngài tôi không sợ chết do tôi chuẩn bị cái chết nó quá đàng hoàng rồi. Nó quá đàng hoàng rồi. Cái chỗ này chúng tôi nhấn đi nhấn lại, lập tới lập lui để quý vị hiểu cái chỗ này. Coi lại đi. Suốt cả cuộc đời mình không có cái gì mà không chuẩn bị trước. Từng miếng ăn, tối nay ngủ sáng mai phải nghĩ ăn cái gì rồi. Từng miếng uống, rồi từ cái nhà ở, từ chiếc xe, chuẩn bị mua chiếc xe là cũng phải suy nghĩ. Rồi cho con cái đi học hành, cái gì cũng lo mà để toàn tâm vô trong đó lo luôn. Mà cuối cùng gì? Có mang đi được không? Không mang đi được. Nhưng mà phải lo không? Phải lo, nhưng mà tùy duyên mà lo. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Chứ có nhiều người người ta nói là không lo gì hết, giống như người khùng điên thì sao? Những người không biết cái gì nữa hết, cho nên họ không lo gì hết. Không phải như vậy. Cái người tu tịnh độ, người ta biết hết tất cả, nhưng mà người ta biết cái gì cần phải lo trước để mình mang đi được. Cái gì là tùy duyên để mình lo. Nhà, cửa, con cái, học hành, sự nghiệp, vân vân, tùy duyên mà lo. Hai cái chữ tùy duyên này nó hay cực kỳ, cái chữ tùy duyên. Tùy duyên là sao? Ví dụ như cái chùa của chúng tôi, 2007 mở pháp hội, nghe theo Hòa Thượng nói là 3 năm, mở 3 năm, đến 2010, cũng là một chánh điện bằng tôn ột ẹp, mỗi lần đẩy cái cửa là làm bằng bánh xe bạc đạn, đẩy phùng mang trận mắt, đẩy nó nặng quá, cũng tùy duyên để đó. Đến 2010 gặp ông đó, ông cúng 2 tỷ xây cái này nè, là cái chánh điện quý vị đang ngồi, 2010 á, rồi ông cúng thêm 1 tỷ rưỡi nữa làm cái mái che ngoài kia. Rồi sao không biết khiến Phật gia hộ, có cái anh chàng đó, anh làm về cái ngành ráp ráp sắt tiền chế, anh lên anh đo rồi xong xuôi hết rồi, cái anh mang lên anh ráp, trong vòng 1 tháng là xong luôn, mãi đến hôm nay là 12 năm, tùy duyên, cứ để đó tùy duyên. Không khởi niệm phải làm gì cả, rồi cứ lo ở trong đó mà chân thật niệm Phật. Rồi Phật cũng sắp xếp lo cho mình đầy đủ hết. Cái việc mà mình niệm Phật tích lũy cho cái việc vãng sanh, nó là quan trọng. Còn cái chuyện xây chùa chiền bổn đạo nhiều ít gì đó là tùy duyên. Hiểu chỗ tùy duyên không? Tùy duyên. Cái tùy duyên nó rất là hay. Bởi vì cái tùy duyên mà khi mà họ ngộ vào cái cảnh giới này rồi là họ không phan duyên, không phan duyên. Còn có người mình phan duyên là vất vả, cực khổ lắm. Người phan duyên hay xây chùa là đi mượn mỏ kêu gọi. Cái người mà gọi rằng là phan duyên mà muốn cho con cái học hành có tiếng tâm với mấy người khác á, với những đại gia là phải cho học nước ngoài, hoặc giả là mình phải làm sao cho nó giỏi. Nhưng mà nó dở mình đau khổ liền, đúng không? Rồi mình làm sao cho nó có của cải vật chất để mà xứng đôi dừa lưới với những người đại gia khác, mà mình làm không được cái rồi trong mạng mình không có cũng đau khổ liền. Người này phan duyên mà,
Họ làm cái gì họ cũng phải muốn rằng cho bằng được người khác, thì họ phan duyên họ rất khổ. Còn người tùy duyên là sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Tâm không, vạn sự đều không, tâm họ an nhàn, nó không có dính mắc gì cả. Chỗ này phải ngộ về cái chỗ này rất là sâu. Hôm nay mình nghe mình phải cảm ngộ cái chỗ này. Mình ngộ là mình thông về cái lý. Khi mình thông về được cái lý rồi bắt đầu mình hành cái sự. Mà sở dĩ vì sao người ta không hành được cái sự vậy? Nói niệm Phật hay niệm chất chất và bữa họ bỏ. Rồi nói cái chuyện từ duyên họ nghe chút xíu rồi bắt đầu họ cũng bỏ từ duyên, họ đi phan duyên, là do họ cảm ngộ cái lý này không có sâu. Coi lại đi, nếu mà họ cảm ngộ về cái lý này sâu á, tức là họ nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại để họ cảm ngộ sâu á, thì họ sẽ hành được cho coi. Họ hành được. Họ hành được. Vì vậy cho nên cái việc mà để lúc lâm chung mọi người hôm nay chúng tôi nhắc lại, dầu cho người đó là 20-30 tuổi, mười mấy tuổi về cũng dặn cha mẹ, mà hôm nay chúng tôi nói đây là chúng tôi cũng dặn quý thầy. Nếu mà đủ duyên được 5-10 năm, 20-30 năm, 3-4 năm, 5-7 ngày không chừng, vài chục năm nữa chúng tôi ra đi thì sao? Để lại 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần tùy theo quý thầy, rồi thiêu đi, rồi coi có cái hạt xá lợi nào đó, có không có gì đó, có cái gì đó thì muốn lưu lại vài hạt thì lưu, còn không thì đi rải, còn Phật tử thích thì cho người muốn cà phê mang về uống, vậy xong. Hôm nay nói chơi chơi mà thiệt á, có mấy cái chùa đó, hôm bữa có vị hòa thượng trước khi chúng tôi đi Mỹ, hòa thượng cũng 90-mấy tuổi rồi ạ. Cuối cùng hòa thượng nói, tôi quý thầy, kêu con có làm gì đâu, được cái gì đâu, vô danh tiểu tốt, nói chuyện bù lu bù la với mấy Phật tử niệm Phật, cái gì đâu, hòa thượng quý trọng con. Kêu hôm nay tôi lên tôi chơi thầy, tôi ăn bữa cơm, thêm nữa là tôi thích thầy là nuôi các bà già. Tôi không có nhân sự, không có quý thầy, tôi muốn nuôi lắm mà tôi nó không được. Bây giờ tôi hiểu cái cảnh già, bây giờ ngày 90 tuổi hiểu cảnh già, đi nó lụm khùm, nhiều lúc không có người dắt, nhiều lúc nó đuối, sụm lên sụm xuống, rồi tôi hiểu cái cảm giác của mấy người già. Rồi con cái họ bỏ họ đi, cho nên không có chăm sóc được, mà thầy nuôi mấy bà già là tôi quý lắm. Mà lúc đó đông, lúc 24, 15, 23 đó là 800 bà cụ, trời dừng che toàn là liên hàng ráp không. Rồi cuối cùng lên ngồi ăn cơm trưa với hòa thượng, cái đạo lý này nghe hay nè nha. Cái hòa thượng mới nói là tôi cũng có cái điều muốn lên để chia sẻ với thầy, cũng hỏi ý kiến thầy làm sao. Cái con có tài giỏi gì đâu, hòa thượng hỏi con. Kêu là tôi cũng có nỗi ưu tư, tôi xây 2 cái chùa, mà 2 cái chùa cũng khang trang lắm, mà 2 ông đệ tử ông xây 2 cái tháp cho tôi sẵn, bây giờ tôi cũng chả biết nằm ở chỗ nào. Bây giờ 2 ông nào cũng đến thỉnh tôi, khi hòa thượng mất hòa thượng qua chùa con nằm, con xây cái tháp sẵn rồi. Cái vị kia cũng nói khi hòa thượng mất hòa thượng qua cái tháp của chùa con xây sẵn rồi, bây giờ tôi cũng không biết nằm tháp nào. Cũng lo phải không ạ? Cũng lo. Nếu mà nằm bên ông này á, nằm bên ông Nhàn mà không nằm bên ông Minh á, thì ông Minh ông ganh tị đâu. Có nhiều lúc mà ổng kiếm chuyện nữa chứ, ông xích mích huynh đệ lẫn nhau nữa. Cái trời ơi, đơn giản, không có gì hết. Bởi vì lúc đó là hiểu cái vấn đề là thiêu rồi đó. Tôi kêu giờ hòa thượng thiêu đi, hòa thượng đưa 2 hũ cốt qua 2 cái tháp là xong. Ông kêu, ồ hay quá, cái này hay. nhiều lúc hòa thượng ngài không nghĩ đến chuyện thiêu á, cho nên không nghĩ ra cái chuyện này. Cho nên thành ra là chúng tôi nghĩ đến chuyện thiêu, cho nên mới nói 2 cái tháp là 2 hũ cốt, đúng không? Rồi xong, 2 vị đó hoan hỷ, ông kêu được, tôi làm cái vụ này được. Quý vị cũng phải di chúc trước cho con cái của mình, ông bà, cha mẹ, chứ không mình nhắm mắt rồi họ làm theo cái kiểu của họ cho coi. Làm theo kiểu của họ, họ mang đi chôn rồi họ mang đi hiến xác nữa chứ. Cái chừng cái chuyện hiến xác nó nguy hiểm nữa. Hiến cơ, hiến xác, mình chưa có tự tại là bản sanh, mình chưa có thâu thần tịch diệt, chưa có tự tại ra đi, mà cuối cùng người ta moi ruột, moi gan, người ta mang cái xác mình đi đâu, người ta làm cái gì đó không biết. Cái chuyện đó người ta khuyến khích ai làm thì làm, mà riêng chúng ta hôm nay là phải theo Phật, theo Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Tổ sư Ấn Quang, Ngài Lý Bỉnh Đâm và Hòa Thượng Tịnh Không mới mấy bữa trước thiêu, mình cũng thiêu. Hôm nay ai thiêu đâu, giơ tay lên coi. Đúng rồi, thiêu hết đi, thiêu sạch sẽ. Cái chỗ mà Ấn Tổ ngài nói là nếu mà chôn một thời gian họ cải mùa cải mã, nó phơi xương phơi cốt lên nữa chứ. Vì vậy cho nên thành ra cái buổi nói chuyện của chúng tôi hôm nay, quý vị có mặt tại đây cũng như mọi người trên thế giới, là pháp hội mình bao nhiêu năm nay là thiêu không?
Rồi 49 ngày nếu mà được thì mình gì? Rải luôn. Rải luôn. À. Thank you.